Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày trên đài VNA TV 57.3 tại miền Nam California và tại thành phố San Jose trên băng tần 16.10 và tại thành phố Houston trên băng tần 27.4. Thưa quý vị, chúng tôi có những cái cơ sở thương mại để hỗ trợ cho chúng tôi. Thứ nhất là bây giờ là những cái Census Bureau quý vị nhé. Census Bureau thì đây là cái bì thơ mà tôi nhận được của tôi đây. Census Bureau họ gửi đến và họ kêu gọi mình phải điền vào những cái người cư ngụ trong nhà mình đó, với lại xác minh cái địa chỉ và bao nhiêu người cũng như là ngày năm sinh. Và cái thơ của họ đây, và họ nói rằng họ có cái code đây quý vị, có cái code đây quý vị, lấy cái code này đánh vô computer thì gửi thẳng lên họ luôn vô trong computer của họ, còn có thì mai mốt họ gửi người tới thì quý vị phiền, mất thì giờ lắm. Và thứ hai là cái quảng cáo của Miley Diamond Show. Thưa quý vị, cái này thì quý bà thích kim cương vàng bạc mà mỗi tuần đó trên đài của chúng tôi thì có từ 1:30 tới 3 giờ chiều thứ ba mỗi tuần quý vị nhé, đều có cái show của Miley Diamond trên YouTube đó. Thì quý vị vào trực tiếp bấm chữ Miley Diamond Show thì nó ra có nhiều cái mặt hàng họ đưa lên đó, rất hấp dẫn và đẹp quý vị. Hột sòn dày chứ không mỏng đâu. Kể từ ngày hôm nay thì tiệm vàng Miley vẫn hoạt động trực tiếp trên YouTube mỗi thứ ba hàng tuần lúc 1 giờ tới 3 giờ chiều, có nhận các loại thẻ tín dụng như Visa, Mastercard, Discover và gửi hàng đi khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mọi chi tiết quý vị liên lạc với anh Minh ở số 714-653-5207 và cô Miley ở số 714-622-9573. Tiệm vàng Miley xin chúc quý đồng hương bình an sức khỏe trong cái mùa dịch bệnh đấy. Và cái thứ ba nữa chúng tôi có là EcoSolar USA. Đây là một cái cơ sở thương mại để mà giúp cho quý vị tiết kiệm điện và tiết kiệm tiền bằng cái hệ thống solar quý vị, tức là xài điện bằng cái ánh nắng mặt trời đó. Mình không, bây giờ càng ngày dầu hỏa nó đắt, nếu nó rẻ thì không nói gì, nó đắt thì bill điện phải mắc thôi. Đấy, xài ánh sáng mặt trời nó cũng vậy thôi, tôi xài rồi. Đấy, tốt lắm. Ngày xưa trả một tháng trăm mấy, bây giờ trả một năm tôi còn lấy lại tiền của cơ quan SCE được trăm mấy chục đô nữa, tôi không trả tiền bưu điện đấy. Vâng, bây giờ cái nữa thưa quý vị là cô Tâm Đoan có một cái shop. Xin quý vị gọi cho EcoSolar, xin lỗi, 714-265-9077 quý vị nhé. Cô Tâm Đoan có một cái shop để bán thời trang và mỹ phẩm, thưa quý vị, xin quý vị ủng hộ cho Tâm Đoan ở số điện thoại là 1-368-376-6768 quý vị nhé, 1-368-376-6768. Và kế tiếp đây là bạn Donald Trần, xin mời bạn. Dạ, nếu quý vị có điều cần một cái bất cứ gì về tài chính địa ốc, xin quý vị liên lạc với tôi ở số điện thoại là 714-553-8404, 714-553-8404. Vâng, ngoài ra đó anh Donald còn rất giỏi về phương diện, anh học bên Mỹ nha quý vị, kỹ sư về software thì anh có, bây giờ anh chuyển qua ngành tài chính thì vấn đề vay tiền chính phủ thế này kia đó, bây giờ quý vị biết không, 350 tỷ cái tiền mà cho SBA loan á, hết rồi, hết cái vèo. Mới ra có tuần rồi, tuần này hết cái vèo rồi. Yeah. Thì rồi quý vị thấy cái nhu cầu, bởi vì tất cả đều đóng cửa, đâu có sinh hoạt, không có tiền vô. Không tiền vô thì phải vay chính phủ chứ lấy tiền đâu mà trả đủ thứ chuyện. Thì cái đó là nhà chuyên gia Donald Trần sẽ hướng dẫn quý vị. Vâng. Bây giờ có một cái tin này nè quý vị, để bổ túc cho cái tin mà tôi nói khi nãy rồi tới phía anh Donald, là cái vấn đề mà cái ông Vũ Hán này, ông bây giờ ông điều chỉnh con số thống kê lại, bị bố quá rồi, điều chỉnh lại. Thưa quý vị, thì bây giờ Tổng thống Pháp nha, những người có uy tín nói chứ không phải là chuyện bình dân thiên hạ đâu, Tổng thống Pháp nghiêm khắc lên án, chúng ta không thể ngây thơ để Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc xử lý tốt dịch bệnh. Cứ nghe cái thống kê rồi tưởng ông này là thiên thần vậy, rồi muốn là miracle, cái tai bung bung răng cái là dịch bệnh tiêu tan, chuyện đó là chuyện phong thần đấy. Thì xin nhà máy trong phòng máy cho cái link số 4. Trong cuộc phỏng vấn báo Financial Times đăng tải ngày hôm qua thì Tổng thống Emmanuel Macron đã chia sẻ suy nghĩ của ông về cách Trung Quốc
đã xử lý dịch bệnh viêm phổi. Đấy, thì theo tin của AFP thì cụ thể là nhà lãnh đạo Pháp đã nói rằng có những vùng xám, vùng xám là cái nghi ngờ lắm, đấy, nó không trắng, nó cũng trắng đen. Có những vùng xám trong cái cách mà Trung Quốc đã công bố cũng như xử lý dịch bệnh, tức là nghi ngờ rồi đó. Có những điều mà chúng ta không biết thực tế, chúng ta không thể ngây thơ để kết luận rằng Trung Quốc đã xử lý tốt dịch bệnh. Và ông Macron đã nói trên tờ Financial Times như vậy. Chúng ta không biết rõ ràng, bởi vì những cái gì của họ nói ra đều là những cái gì không chính xác đó. Trong đó thì bởi vì mình suy nghĩ bình thường biết cái gì nó chính xác hay không chứ, ai nói láo mà mình có thể, mình không dám khẳng định, nhưng mình nghe nó mơ hồ mình biết rồi, cái gì something wrong rồi, fishy đấy. Đây là ông nói chúng ta phải đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cái việc dịch bệnh này và cái sự phát khởi nó như thế nào. Bây giờ có một cái nguồn tin nói rằng trong những cái phòng thí nghiệm lab của tại thành phố Vũ Hán mà nó gần cái chợ này, rồi do cái đó nó con vi khuẩn nó như sương khói mà nó bay ra rồi nó tác động vô mấy con vật đó rồi ăn vô rồi nó lây từ người qua người. Đấy, đủ thứ chuyện nó xảy ra, mà bây giờ trên 150.000 người chết rồi, và trên thế giới này trên 2 triệu người bị lây nhiễm rồi. Quý vị thấy con số nó kinh hoàng như vậy đó. Đó, thì Tổng thống Trump cũng bị hỏi câu hôm qua họp báo, người ta cũng hỏi ổng cái vấn đề giả thuyết này nha. Ổng nói nè, khi được phóng viên hỏi về giả thuyết này thì Tổng thống Trump cho biết câu chuyện này càng ngày càng được biết đến nhiều hơn, và nước Mỹ phải tiến hành cuộc điều tra rất kỹ lưỡng xung quanh cái giả thuyết mà nó thoát ra từ một trung tâm thí nghiệm sinh học ở thành phố Vũ Hán. Thấy không? Các nhà lãnh đạo lớn trên thế giới, nước Anh họ cũng nghi ngờ nữa. Đấy, thì ông bây giờ cái ông mà thế ông Boris Johnson đó, ông quyền thủ tướng đó, ông nói rằng đấy, phải đặt ra vấn đề đối với Trung Quốc và họ phải công bố những cái chuyện này cho một cách rất là chi tiết và rõ ràng đó. Và bây giờ thì Trung Quốc họ phản ứng như thế nào thì họ nói rằng cái buổi chiều ngày hôm qua đó thì phát biểu trong một buổi thường kỳ thì ông Triệu Lập Kiên, tức là phát ngôn nhân, ông nói rằng đây là một vấn đề khoa học, chúng tôi đã nghiên cứu và những nhà khoa học cũng là những chuyên gia y tế của chúng tôi đã công bố. Và người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nhiều lần khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus này là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm. Đây, thưa quý vị, cãi vã nhau, bây giờ nó lớn chuyện và có thể có những vụ kiện lớn nữa. Anh Donald, anh có nắm vững những cái tin này lắm, mời anh. Dạ vâng, như khi anh Hoa Thế Nhân vừa trình bày là tự nhiên Vũ Hán bây giờ con số report tăng lên 50%. Thì khi mà tăng 50% như vậy thì tại sao ngày xưa nó cái số nó ít mà bây giờ tại nhiên tăng như vậy? Thì như quý vị biết là Trung Quốc đã nói rằng là dựa theo cái report của WHO, đã nói là WHO đâu có nói là cái những cái số người này chết vì lây bệnh đâu. Thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc á, thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc hồi hôm thứ Năm thì nói là Tổ chức Y tế Thế giới cho không có bằng chứng nào cho thấy cái virus coronavirus này đã lây nhiễm hơn 2 triệu người trên toàn cầu là từ phòng thí nghiệm. Tại bây giờ người ta nói là anh là người nghiên cứu ra phòng thí nghiệm, anh cố tình anh làm những cái chuyện này xong rồi anh còn giấu đi những cái đó. Thì khi mà nói những cái câu đó thì người phát biên của Bộ Ngoại giao là Zhao Lijian đã nhận xét khi trả lời câu hỏi về báo cuộc coronavirus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán. Thì ra ông Giao này, ông nói với các phóng viên cho Bộ Ngoại giao này là tại Bắc Kinh là Tổ chức Y tế đã nhiều lần không có bằng chứng nào là từ phòng thí nghiệm, và chúng tôi không hề giấu một con số nào cả và chúng tôi không cho phép điều đó. Đâu ai tin được những cái chuyện này. Cái gì mà tại sao anh là ngay chỗ thủ đô của coronavirus mà cái số người anh còn chết hơn thấp hơn nước Mỹ. Thành ra lý do đó bây giờ bên Âu Châu, bây giờ người ta mới thực sự là người ta coi những cái chuyện như này, như là anh Hoa Thế Dân nói, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cáo buộc Bắc Kinh không thẳng thắn xử lý bệnh dịch bệnh. Trong khi ở Anh, kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson liên quan đến công ty công nghệ khổng lồ của Huawei Technology trong mạng di động, thế hệ tiếp theo của quốc gia này trở thành con mồi của phe đối lập. Thành ra tất cả các quốc gia trên thế giới bây giờ, và người ta mới ngồi xuống coi lại
là hợp tác với Trung Quốc thực sự nó có lợi hay không. Vâng. Là còn rất là nhiều. Vâng, tí nữa mình sẽ bàn thêm cái vấn đề này qua cái chuyện mà có thể có những vụ kiện lớn anh nhé. Yeah. Tôi biết là anh có những cái tin tức đó từ mấy ngày trước, anh nói nghe rất là hay. Thì tôi sẽ nói mở đầu để coi cái chuyện này nó bắt đầu như thế nào. Đến đây thì chúng tôi đã đến phần quảng cáo thưa quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Vâng, chúng tôi thấy còn giờ. Thì tiếp tục bây giờ có cái tin này thưa anh, bây giờ cái vấn đề đại dịch nó đã xảy ra rồi, nên bây giờ người ta nghĩ tới cái chuyện mà thư kiện như tôi trình bày với anh đó. Thì bây giờ bên Mỹ đó đã có một số công ty và một số cá nhân họ họp nhau lại để họ kiện, bởi vì trên cái tuyên bố của một số nhà lãnh đạo đó thì là như ông Lindsey Graham đó, ông nói rằng đại dịch này đã bắt đầu từ Trung Quốc, xuất phát từ những ngôi chợ bẩn thỉu nơi chuột và khỉ đã bị nhiễm virus, sau đó sẽ lây nhiễm sang người qua thực phẩm. Thì theo ông thì cả thế giới nên lập hóa đơn này để đưa đẩy Bắc Kinh phải trả cái chịu trách nhiệm trong cái chuyện này. Và tôi muốn bắt đầu nước Mỹ phải xóa một phần nợ của Mỹ trước Trung Quốc. Nước Mỹ xóa một phần nợ trước Trung Quốc nghe quý vị, bởi vì họ phải trả tiền. Họ chịu trách nhiệm và họ đã làm cho cả thế giới này phải thiệt hại thì họ phải trả tiền. Và Hoa Kỳ có khả năng, theo báo chí đó, họ nói rằng Hoa Kỳ có khả năng là, bởi vì bây giờ đó Trung Quốc đang nắm một khoảng 1.200 tỷ công cổ phiếu của Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cứ kiện cái đó đi, Hoa Kỳ thiệt hại rất nặng, thì Hoa Kỳ kiện đó để mà xu cái nợ này luôn. Đó. Vâng, thưa quý vị, thì ngoài ra đó có ông Blackburn và Thượng nghị sĩ George Hawley thì phối hợp nhiều đồng nghiệp khác đã trình một dự luật lên nghị viện về sự cần thiết phải có một cuộc điều tra quốc tế. Nãy Tổng thống cũng có nói là chúng ta phải điều tra thêm. Thì cái thuyết mà là nó bùng phát, nó bắt đầu từ cái phòng thí nghiệm đó của ở tại Vũ Hán đó, phải điều tra. Đấy, thì các ông là đề nghị là phải có một cái sự kiện quốc tế để mà đòi ra một cái, lập một cơ chế để đòi Trung Quốc phải bồi thường. Đây là một chiến dịch lớn nha quý vị. Đấy, thành ra người Mỹ có khả năng là yêu cầu bồi thường 1/2.000 tỷ đô la. Trùng hợp ngẫu nhiên số này tương ứng chính xác với số lượng trái phiếu của Mỹ trên bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Quý vị thấy không? Đấy. Thì bây giờ các tại Florida người ta bắt đầu đưa luật sư đưa ra lên tòa để trình cái sự kiện rồi, và họ có khả năng là họ sẽ liên kết với cái nhiều thành phần nữa để mà tạo lên sự một cái vụ kiện lớn đối với Trung Quốc, phải không anh? Dạ vâng. Thì như anh nói đến đây thì chúng ta đến phần quảng cáo. Dạ. Và chúng ta sẽ trở lại để anh nói thêm này, anh bắt đầu vô nói. Dạ. Thêm này.